Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng bấm xem này nhé. Ok, được rồi. Đầu tiên mình sẽ tô phần nào. Mình sẽ tô phần tay này, móng, phần này. Đây là chú mèo Tom. Trong bộ phim hoạt hình Tom and Jerry của nhà sản xuất là Disney nhỉ, ở Disney. Hôm nay mình sẽ tô phần sao phần lông của chú mèo này bằng màu xinh đậm nhé. Nhìn bước chân này nó rất là, nhìn thấy mèo Tom nó rất là ngầu, rất là đẹp trai phong trần. Không hẳn là phong trần, kiểu đẹp trai thôi. Đấy. Nhìn có vẻ là chú này đang trong một tập phim, đang làm tiếp viên hay là gì đây. Mũi tôm lẹn vào đi nó mất rồi, mất đẹp rồi, không còn, thế là không còn đẹp nữa rồi. Ok, đây là phần má này, phần má này nữa này. Ok, cái mắt kính thì mình sẽ tô màu vàng các bạn. Và phần trong này chúng ta sẽ tô màu vàng nhạt nhé. Màu đen đi, một chút màu đen đi. Nó bí ẩn, nó cũng dâm các cái điệp tiên hay mang. Ok, đẹp rồi đấy. Tiếp theo là cái điện thoại này, mình sẽ tô màu xanh đậm nhé, xanh lá đậm nhé các bạn. Ok, chúng ta rồi đấy. Ta-da, mình đã xong chú mèo Tom rồi, các bạn thấy đẹp không? Cảm ơn các bạn nhé.